kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cháy karaoke kinh hoàng ở Bình Dương, nhóm lợi ích Bình Dương đã đến lúc cần bị trả. Vụ cháy quán karaoke tại thị xã Thuận An, Bình Dương đã lấy đi 33 sinh mạng, là một thảm họa rất thảm khốc mà nguyên nhân là do con người. Từ thảm họa này, người ta mới giật mình nhìn lại các quán karaoke trên cả nước đang là những cái lò thiêu đúng nghĩa đen của nó nếu xảy ra hỏa hoạn. Vấn đề đau lòng này là một giá quá đắt nhưng liệu chính quyền có chấn chỉnh hay không lại là một câu hỏi đang được đặt ra hay là đâu lại vào đấy. Lỗi trước tiên ở vai trò quản lý của chính quyền địa phương để một vụ thảm họa như thế xảy ra, ông Nguyễn Phú Trọng và Cống Phạm Minh Chính cần phải vào cuộc để loại bỏ những con người có trách nhiệm quản lý ở tỉnh này như là một biện pháp gian đe. Đây là hình ảnh thảm họa kinh hoàng cần phải có trách nhiệm cho cơ quan chức năng truy ra. Bình Dương là một tỉnh giàu có, rất nhiều cấp ủy viên Trung ương Đảng muốn về làm người đứng đầu của tỉnh này thì có thể họ xem đây là một cơ hội rất lớn. Lý do không thể chối cái đó là cơ quan quản lý không làm tốt chức năng của mình. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết cho triệt để mà thay bộ phận lãnh đạo là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chưa biết giá lãnh đạo mới có tốt hay không, nhưng với dàn lãnh đạo hiện nay cần phải có biện pháp chế tài nguyên nhân là bởi cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy làm qua loa không chặt chẽ. đáng nhẽ ra các phòng hát karaoke phải có lối thoát ra ban công, từ ban công có cầu thang thoát hiểm ra bên ngoài, giống như rất nhiều hình ảnh mà chúng ta đã thấy ở các nước. Trách nhiệm này trước tiên thuộc về giám đốc Sở Công an tỉnh Bình Dương, cao hơn là chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ở đây. Hiện nay nhóm lãnh đạo địa phương tỉnh Bình Dương đang cho thấy họ có nhiều vấn đề trong quản lý. Mới đây, ông cựu bí thư Bình Dương Trần Văn Nam đã được ra ra tòa xét xử vì những sai phạm thời ông còn làm bí thư tỉnh ủy. Có thể nói, nhóm lợi ích chính trị tại Bình Bình Dương hiện nay cũng đã quá mục nát rồi. Đây hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với thảm họa vừa xảy ra cướp đi 33 sinh mạng sống của người dân Việt Nam. Thiệt hại về kinh tế dù lớn đến đâu cũng không nghiêm trọng bằng thiệt hại về nhân mạng. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng và các ông Phạm Minh Chính có làm mạnh tay về vấn đề này hay không? Nếu là các nước dân chủ, quan chức địa phương chịu trách nhiệm về vấn đề này, tuy nhiên hiện nay chính quyền tỉnh Bình Dương cũng chưa thấy lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có một câu nói nổi tiếng rằng Đấy là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi trước dân, nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đây được cho là câu nói thể hiện sự bất bình đẳng giữa chính quyền và nhân dân tuy nhiên trong trường hợp cháy quán karaoke ở tỉnh bình dương thì người đứng đầu tỉnh này dù một tiếng xin lỗi cũng không nói được đảng cộng sản thường vẫn hay hô hào rằng chính quyền của dân do dân và vì dân nhưng mà chính quyền tỉnh bình dương đã vì dân như thế nào sự quản lý yếu kém của chính quyền đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với người dân ở đây ông nguyễn phú trọng đang xây dựng hình ảnh cho đảng cộng sản thì ông cũng cần phải quan tâm đến trường hợp này. Nếu ông không quý trách nhiệm và xử lý nghiêm những cá nhân trong chính quyền tỉnh Bình Dương có liên quan thì điều đó càng minh chứng ông đốt lò là vì đấu đá chứ không phải vì nhân dân thực sự. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính sẽ làm gì với thảm họa vừa diễn ra tại Việt Nam. Tỉnh Bình Dương là tỉnh giàu có, có lẽ là do những nhà quản lý trước kia còn bây giờ tỉnh này đang gặp rất nhiều vấn đề từ tầng lớp lãnh đạo của tỉnh đây là lý do chính đáng nhất để trung ương làm một cuộc đại phẫu cho chính quyền ở tỉnh này không biết ông trọng có thực hiện được hay không quan chức sai phạm mà đặc biệt là làm thiệt hại đến tài sản và nhân mạng của người dân thì cần phải bị xử lý nghiêm khắc nhóm lợi ích chính trị của tỉnh bình dương không thể chối bó trách nhiệm trước thảm họa này và liệu ông tổng có chảm hay không thì chúng ta hãy cùng nhau chờ hồi sau sẽ rõ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tiết lộ bí mật quốc gia, nữ stream Milona bị phạt 10 triệu đồng Bao lâu nay, những thông tin về mặt trái của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam đều được liệt vào những điều cấm kỵ Ở các nước dân chủ, những vấn đề liên quan đến đời tư của nguyên thủ quốc gia người ta không cấm cản người dân nói Dân muốn nói gì cũng được, nhưng đừng nói sai sự thật bởi sai sự thật sẽ bị kiện ra tòa về tội phỉ báng. Về sức khỏe lãnh đạo là vấn đề mà người dân cần chính quyền rất minh bạch. Tại các quốc gia dân chủ, sức khỏe lãnh đạo có thể được giữ bí mật, nhưng nó không liệt kê vào hàng bí mật quốc gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thì sức khỏe lãnh đạo, mà đặc biệt là các nhân vật trong tứ trụ, được xem là tối mật. Việc luật hóa những quy định quái gở này được xem là hành động bao che cho lãnh đạo có quyền điều hành đất nước trong tình trạng không tỉnh táo. Đây là hình ảnh chuyện tưởng đùa nhưng lại như thật. Câu chuyện nữ livestream Milona Nguyễn Thị Thanh Loan nói ông chủ tịch nước bị hói đầu vì xem phim 18 cộng, xem ra chưa có hồi kết. Rất nhiều luồng ý kiến về trường hợp này, những ý kiến nhiều nhất vẫn là xoáy vào hành động của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng xử với trường hợp khi cô gái này phát ngôn trên mạng và hầu hết cho rằng ông chủ tịch nước đã lơ đi không bận tâm là cách hay nhất. Ngược lại, ông còn xua bộ máy công quyền để chi tìm và trừng phạt nữ livestream phát ngôn câu nói trên được đánh giá là cách làm rất dại, giống như có tật thì giật mình. Chuyện về nữ livestream Milona được giới đánh giá là chuyện đùa như thật. Câu nói của livestream được nhiều người cho là tầm bậy tầm bạ, nhưng rất có thể lại trúng tùm lung tả la theo như cách nói của dân miền Nam. Có chúng hay không, không ai biết được. Tuy nhiên, qua hành động của phía chính quyền thì buộc những người ta phải đặt ra câu hỏi. Phải chăng cô Nguyễn Thị Thanh Loan nói đại mà lại trúng sự thật như vậy? Vào ngày 6 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh Thái Bình quyết định xử phạt hành chính nữ livestream Nguyễn Thị Thanh Loan và phát ngôn sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo đảng, nhà nước Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Bình xử phạt hành chính cô gái này 10 triệu đồng. Thực ra chẳng có bằng chứng khoa học nào cho thấy người coi phim khiêu dâm lại bị hói đầu. Có thể có người hói đầu xem phim khiêu dâm, nhưng bệnh hói đầu đó không phải xuất phát từ việc xem phim khiêu dâm quá nhiều. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hói đầu là có thật, nhưng ông có xem phim khiêu dâm hay không thì đó là bí mật, chỉ có ông mới biết, chứ làm sao cô stream like kia có thể biết được mà phát ngôn trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh có người nói rằng chính ông chủ tịch nước đã gắn cái đầu hói của vợ mình với phim 18 cộng. Có lẽ chủ tịch nước xem phim khiêu dâm hay không vẫn là một bí mật nhà nước. Nếu ông chủ tịch nước không phản ứng thì chẳng ai nghi ngờ ông xem phim 18 cộng. Tuy nhiên vì hành động phản ứng thái quá nên người ta mới đặt câu hỏi về ông chủ tịch nước này. Thực ra xem phim khiêu dâm không có gì là xấu nếu người xem tiết chế được sự thèm muốn dục dục mà sống tử tế với mọi người xung quanh. Đặc biệt là với phụ nữ thì việc xem phim cô dâm không có gì đáng lên án cả. Cuộc sống vợ chồng mỗi người cũng chẳng khác nào. Và mỗi người mỗi cảnh, cảnh xem phim 18 cộng cho nên ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nên vứt bỏ quan niệm ấu trĩ ấy đi. Và với tư cách một nguyên thủ quốc gia thì cũng không cần chấp nhận những lời nói vô căn cứ trên mạng xã hội đấy mới là phong thái của người lớn về nhân cách và trưởng thành. Đây là hình ảnh streamer cô gái này đã bị phạt 10 triệu đồng. Án phạt 10 triệu đồng cho một lời nói vô căn cứ là một vết đen về danh tiếng của ông chủ tịch nước không bao giờ gột rửa được. Từ chuyện nhỏ mà phải phản ứng thái quá nên xé ra to và thành đề tài đảm tiếu của toàn xã hội trong và ngoài nước thì rõ ràng đây không phải là cách phản ứng khôn ngoan của ông chủ tịch nước. Trong những hoàn cảnh như thế này, im lặng là vàng, càng phản ứng càng bị hình ảnh xấu đi. Có vẻ như ông chủ tịch nước giải đấu đá ở chính trường, nhưng về nhân cách ông vẫn chưa trưởng thành.